hai cầu thủ tội đồ của Colombia được khuyên đừng trở về nhà. Nhiều tin nhắn nặc danh trên mạng xã hội Twitter đã dọa giết hai cầu thủ Mateo Uribe và Carlos Bacca, những người đã sút hỏng các quả luân lưu khiến Colombia thua Anh 3-4 sau loạt sút luân lưu rạng sáng ngày 4 tháng 7 giờ Việt Nam. Những lời đe dọa này rất hay xuất hiện sau các trận đấu kịch tính từ một số cổ động viên quá khích, cũng giống như mới đây tiền đạo Nikolai Jorgensen Đan Mạch cũng bị dọa giết vì sút hỏng quả 11m quyết định khiến Đan Mạch thua Croatia cũng sau loạt sút linh lưu. Liên đoàn bóng đá Đan Mạch phải nhờ đến cảnh sát lưu ý và có biện pháp bảo vệ anh trước những lời đe dọa. Tuy nhiên, trường hợp của Jorgensen có thể chỉ là sự quá khích của một số bộ phận cổ động viên quá khích gửi lời đe dọa. Còn với các cầu thủ Colombia thì sự đe dọa này là một mối đe dọa thật sự. Giới truyền thông thế giới đã kêu gọi hai cầu thủ Uribe và Bacca đừng trở về nhà. Tuyển Colombia từng trải qua thảm kịch cách đây đúng 24 năm khi họ bị loại sớm ngay vòng bảng World Cup năm 1994 và trở về nước thì họ về Under Ecuador do bị cáo buộc là tội đồ vì đã phản lưới nhà trong trận thua Mỹ 1-2 đã bị những tay súng lạ mặt ám sát. Khi đó, cái chết của Ecuador đã gây rúng động toàn bộ giới bóng đá. Nay sau trận thua của Colombia trước tuyển Anh, hai cầu thủ Uribe và Bacca do đều sút không thành công hai quả phạt đền khiến đội nhà bại trận nên đã nhận hàng loạt lời đe dọa đáng sợ trên mạng xã hội Twitter. Anh trai của Ander Ecuador là Sachi cũng lên tiếng bày tỏ sự lo ngại sẽ có các cầu thủ Colombia có thể bị giết nếu đội nhà bại trận. Sachi cho rằng đừng bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Em trai tôi từng rơi vào tình cảnh này, nhưng cứ nghĩ rằng những lời đe dọa là không nghiêm trọng, để rồi phải nhận những phát đạn oan nghiệt. Ronaldo mặc buồn lặng cùng tuyển Bồ Đào Nha bay về nước. Chiều qua, tuyển Bồ Đào Nha đã ra sân bay Zurich để bay về nước sau khi thua Uruguay 1-2 ở vòng knockout World Cup 2018. Kết thúc trận thua Uruguay 1-2, Ronaldo thể hiện sự thất vọng tột độ với đôi mắt rơi lệ và bước nhanh vào đường hầm. Cũng như Messi, giấc mơ nâng cao chức cúp vô địch World Cup, một danh hiệu duy nhất mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập của sự nghiệp đồ sộ của mình, đã xa rời tầm tay ở vòng chung kết kỳ này. Ở tuổi 33, giấc mơ World Cup dường như đã khép lại với siêu sao này khi Bồ Đào Nha bị đánh bại dưới tay người Uruguay trong một trận đấu mà Edinson Cavani làm lu mờ sự hiện diện đầy chảy chuốt của CR7. Sau trận đấu, khi được hỏi về việc giả từ đội tuyển quốc gia ở tuổi 33, Ronaldo cho biết đây không phải là thời điểm thích hợp để nói về chuyện này, thậm chí tôi cũng không muốn nói về trận vừa qua hay với bất kỳ cầu thủ nào. Tôi chỉ khẳng định Bồ Đào Nha vẫn là một đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi và chúng tôi là đội bóng đầy tham vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến thắng và khiến người dân nước mình tự hào. Ronaldo và đồng đội bước sang bay chuẩn bị bay về nước. Gương mặt đăm chiêu và không cười nói như ngày thường, CR7 đi nhanh vào sảnh sân bay. Khi nghe nhiều người gọi tên mình, tiền đạo 33 tuổi quay lại mỉm cười lịch sự rồi nhanh chóng bỏ đi. Trước khi World Cup diễn ra, Ronaldo từng tâm sự anh không có ý định từ giã đội tuyển vào thời điểm này. Tại World Cup 2018, CR7 ghi được 4 bàn ở vòng loại và được xem là những ứng viên cho giải vua phá lưới. Tuy nhiên, việc chia tay sớm đã khiến cho cuộc đua này của anh cũng chấm dứt.
ngất xỉu vì đi mua trà sữa cho bạn gái, giữa trời nắng 40 độ C. Giữa trời nắng nóng, chàng trai bị người yêu bắt đi hơn 10 km để mua bằng được một cốc trà sữa. Kết quả vừa đến nơi, anh đã ngất xỉu vì tụt huyết áp, bịt kín như ninja. Cho bồ ở nhà, để sống sót qua mùa nắng nóng. Không đi chơi với người yêu vào buổi trưa, đến quán trà sữa, trung tâm thương mại. Để hưởng điều hòa, là những cách giới trẻ lựa chọn, trong mùa nắng nóng. Hà Nội đang vào những ngày nắng nóng cao điểm, khiến ai cũng sợ hãi, khi phải ra đường. Bởi vậy, câu chuyện chàng trai, bị bạn gái bắt đi mua trà sữa, giữa trưa 40 độ C. Nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Khi bạn gái thích thử thách tình yêu, tình huống này được một người ở kế bên phòng nữ chính kể lại. Hàng ngày chứng kiến những màn đòi hỏi của cô với người yêu, anh không khỏi thương cảm. Theo đó, cô gái khi yêu luôn sai khiến, thử thách bạn trai, học theo các câu chuyện ngôn tình, muốn nửa kia hành động như hình mẫu soái ca. Thích được chăm sóc, lúc cô bắt người yêu đi chợ nấu cơm, lúc bắt mua băng vệ sinh, vì như thế mới ga lăng, rồi bắt gấp 500 con hạc giấy để chứng minh tình cảm. Đỉnh điểm, giữa trời nắng 40 độ C, nữ chính vẫn muốn bạn trai đi hơn 10 cây số từ phố Đại La sang đường Phạm Văn Đồng Hà Nội chỉ để mua cho cô một cốc trà sữa. Nắng nóng đến mức tan cả mỡ vì chiều gấu, anh chàng vẫn chịu khó đi rồi mang sang tận phòng. Không ngờ vừa sang đến nơi, bạn gái đi có việc, cửa phòng lại khóa. Định bước vào phòng bên cạnh nghỉ mát thì bước một lăn ra đất, hai cốc trà sữa lăn lông lốc do bị tụt huyết áp. Do trời quá nắng, đến lúc tỉnh lại, người yêu về rồi, anh vẫn không dám mách, sợ bạn gái lo lắng. Mặc dù vậy, cô gái không một lời hỏi thăm xem nửa kia có mệt không, chỉ tỉnh bơ hỏi, hai cốc trà sữa đâu? Thấy cô chẳng mảy may quan tâm đến bạn trai, chàng hàng xóm chỉ biết ngán ngẩm. Dù câu chuyện trên chưa rõ thực hư, nam chính vẫn nhận được sự đồng cảm từ dân mạng. Nhiều bình luận bức xúc vì thái độ vô tâm, cùng những đòi hỏi quá đáng từ cô gái. Họ cho rằng, bạn nữ muốn người yêu nấu ăn gấp hạc khá bình thường, nhưng trời nắng như thế mà bắt đi mua trà sữa thì quá ích kỷ, không biết suy nghĩ cho người khác. Lê Thanh Thảo Vĩnh Linh cho rằng, có người yêu là may mắn lắm rồi, ở đó mà thử với trả thách, làm gấu chứ có phải làm má người ta đâu. Đến khi bạn trai chịu đựng không nổi, bóc phốt đừng kêu, thế nên mới nói, cái gì cũng chỉ được đoạn đầu. Nguyễn Kim Hà Hải Dương cảm thấy thương cho chàng trai, thời tiết như 4.000 độ C mà bắt phi 10 km chỉ để mua cốc trà sữa, thì ai chả tụt huyết áp. Có bồ mà không biết xót, hay để tớ xót hộ cho nhé. Phái đẹp nên biết tự thân vận động, hẳn cô gái nào cũng thích. Có người yêu biết quan tâm, chiều chuộng mình, chăm sóc từ những điều nhỏ nhất, nhưng việc lúc nào cũng sai khiến bạn trai đến mức thái quá như nữ chính trong câu chuyện trên thì khó nhận được sự đồng tình. Thu Hiền, 23 tuổi, kể, mình may mắn khi có nửa kia quan tâm, chăm sóc, nhưng bản thân luôn muốn tự lập, không thích nhờ vả anh nhiều. Bạn trai Hiền thường xuyên làm những hành động lãng mạn, sẵn sàng chạy xe máy hơn 40 km, đưa cơm cho cô, có lúc âm thầm lùng mua sách cô thích nhất để gây bất ngờ. Song tất cả đều do anh chủ động, tự nguyện làm, Hiền chưa bao giờ bắt ép. Hồ Ngọc, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, quan niệm, yêu nhau nên nghĩ cho nhau. Phái đẹp cứ đòi hỏi quá thì không chấp nhận được. Với mẫu con gái độc lập, thích sự tự chủ trong tình yêu, họ không thích việc dựa dẫm vào bạn trai. Đôi khi mình cũng nhờ bạn trai đưa đi nơi này nơi kia, xong lúc đi xa, mình khá ngại. Việc nào trong khả năng, mình sẽ tự làm. Huyền Phương, 23 tuổi, nói, đấng mày dâu dù yêu đến đâu, cũng không thể chiều hết được, mong muốn từ bạn gái. Đôi lúc, sự nhõng nhẽo quá mức, sẽ khiến họ cảm thấy mệt mỏi, mối quan hệ dần đi xuống.